điểm nha. Hôm nay em lúa anh ta mới có đốt đồng rồi nè cả nhà, mới đốt đồng xong luôn nên em đi ra đây em kiếm hang tặng em đào cá hoặc là đào hang lương gì cả nhà. Hôm qua em thấy có cái ảnh đó, ảnh đi xịt đó cả nhà, dính lương hết biết lương luôn á. Bữa nay em đi kiếm hang lương rồi em đào thử sao có. Mời cả nhà ha, cả nhà hảo trang em nha. Chuột bư đùm nè. Ờ có lúa ngoài đây nữa. Để mình đào thử coi có không, có chuột không. Bữa nay là em đi đào có chuột, em cũng bắt chuột cả nhà. Có còn bắt. Chỗ này nó cứng quá cả nhà, tắt hơi bị cứng à. Ôi cái nè. Cái này cái mẫu nó bự nè cả nhà, tắt hơi cứng hơn. Ồ ở trên. Càng ngày càng thông vô luôn cái nhà ơi. Nhà. Nó nhỏ mà nó ăn sâu vô chung nó luôn vậy đó. Cái này chắc có chuột mà chuột chắc cũng không được bự đâu. Tại vì nó nhỏ quá. Trời ơi, sao tốt cái đây luôn. Xuống lỗ nước dưới đây luôn nè cả nhà ơi. Nàng xuống dưới lòng, xuống dưới lòng đất chứ không phải là quẹo qua bên kia nữa. Ôi con ếch. Con ếch con. Ôi mình đụng cái đuôi cả nhà. Cái đuôi hơi nhỏ nhỏ nè. Ôi ơi, nắm được cái đầu rồi. Ôi cái con gì mà mèo mèo hả? À? Ôi trời ơi, con nó mất cả nhà ơi. Cái nè. Hèn chi cái hang có chút nắng phần năng mà nó chui tốt chứ. Ủa con ngắn mối này ngộ ta. Sao nó cái đầu nó hơi vàng vàng ta. Nè, con ngấn mối, con ngấn mối. Tưởng là con lương không à. Không phải, con ngấn mối. Ủa chừng nó phóng đi cái gọi luôn á. Đó. Đó giờ mới thấy bắt chính con ngấn mối cả nhà. Nè. Hồi nãy có con ếch nhỏ, nó ếch nhỏ nó nhảy ra rồi. Còn ngấn mối. Để lại cho người ta cả nhà ơi, để mình đào banh cái mẫu người ta hết, người ta gặp ta la hết bà.
bên kia mình kiếm mà vài cái hang đó mình đào mình kiếm bắt lương cả nhà, lương thôi kìa, hang cá gì chuột gì mình cũng quất luôn, kiếm con cá mới ngon quá à. Nước ở trong mình mới thấy quẩy đục ngầu luôn á. Không biết có cái con gì nó mở quẩy đục ngầu nó kìa, để đào thử cây. Nước đục ngầu này mình nghĩ chắc là hang lươn không, thôi là hang cua gì quá à, hay là hang ếch gì, nó mới quậy nước đục ngầu luôn cả nhà. Đất cái này đất mẫu nó hơi cứng đào, nó hơi nặng nè. Cua gì nó kẹp. Kẹp cái cây luôn. Rồi để em đào cái nữa kìa, em mấy nó lên luôn cả nhà. Họ cái tay vô nó kẹp đi. Nhà nhím luôn cả nhà. Con nè. Ngon quá à, nè. Ui nó trơn. Hồi sớm mình đụng vô cái nó kẹp mình, còn con cua nó hay gì cả nhà ơi. Để mình học cái nữa coi. Ồ nè, có gạn còn con cua. Ủa. Trời ơi, rõ ràng không cả nhà ơi, con cua nè. Con cua mà con cua không thấy mặt mũi luôn cả nhà coi nè. Nhìn xình đang hồi lùi luôn á. Hồi nãy không biết cái càng nào kẹp nó, chắc cái càng nhỏ hay là cái càng bự đi rửa nó sẽ sao mình đang hồi lùi.
cái càng cua này cũng càng bự dưới cả nhà, cua càng kinh. Trời ơi, cái coi cái càng nó bự nha. Cái càng này ha, được 10 con cua như vậy này cả nhà mình nấu bún với cua ngon, ăn là ngon quá tuyệt vời luôn á. Ôi, ủa xíu luôn, con gắn mối nó đi vậy. Cái hang hồi nãy dính con gắn mối, một hang nhỏ, hang này dính được con lươn với con cua hả. Hàng chuột quá à. Hàng chuột hay là hàng cua gì nữa nè. Ây da. Ôi, nó ăn sâu vô tốt trong đây luôn. Cái nè. Nè. Ghê không? Cái này nước này nó trong xanh hơn cái hang hồi nãy cả nhà ơi. Ui, cỏ quá cỏ. Mình nghĩ cái này cái hàng cá quá. Ồ. Cá này là cái hàng cua đó không biết. Ồ, còn sâu xuống chổng á. Cái hàng cắn chê cả nhà ơi. Cô nè. Cái chê trắng nhỏ hả, không có được bự hung nữa. Mới đào tới ấy là nó ụt ra cả nhà. Ờ, đụng tới hang, đụng tới cùng luôn rồi cả nhà ơi. Đụng tới cùng luôn rồi. Vậy là có con cá chê này hả. Nó học cho thử cái này nè. Đó, hết rồi. Con cá chê một hả? Đâu, nãy giờ ba cái hang có dính gì đâu. Cái dính có bơ, có mấy con hả? Con cá chê chê, cái cá chê này nó ốm quá ta. Đi dài đằng đằng đó mình coi còn không cả nhà. Xế chưa rồi. Đi dài dài lên đây kiếm coi còn không cả nhà. Qua bên này luôn. Thank you.
bên mẫu bên đây thấy nước không à, thấy không có cả nhà. Dạ đây phút nữa là mình giờ con nước con một cái đường kinh là bự quá nước không. Cái đường kinh này như là nước không mà cả nhà không có ha rồi. Thôi em mới bay xin chào cả nhà nha. Cả nhà xem nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nha. Bye, xin chào cả nhà vô nha.